Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em đến với mọi clip mới. Thì đầu clip em xin trả lời cảm ơn những cô dì chú bác anh chị em thời gian qua ủng hộ em ạ. Thì hôm nay xin giới thiệu với mọi người những cái cây mà em mới về và những cây đang có cửa hàng ha. Thì mọi người thứ nhất là gửi cái clip cho mình, tính mọi người xem vui tham khảo, và mọi người có nhu cầu ủng hộ thì em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thì ngay clip này em xin trả lời chúc các em muộn với mọi người ha, tại vì bữa tụi em đang có việc cho nên không có thể nào quay được hết. Thì em xin kính chúc mọi người có năm Noel vui vẻ an lành bên gia đình và người thân ha. Rồi thì vào clip ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người là mẫu mới nè, trồng lọc cho chậu túi lọc luôn nè mọi người. Đây, chậu túi lọc này thì năm nào cũng vậy hết, mấy dịp mà Noel gần Tết tới á thì cô chú anh chị rất là chuộng luôn. Đây, thì năm nay nó trồng những cái hàm lọc quá trời đẹp luôn nè mọi người, cây trứng cáp đẹp lắm nè mọi người thấy nè, ba triệu cúc nè mọi người. Đó, thì cái này hàng nhập nè, hôm nay mình ưu tiên nhập về những cái cây này thì nó sẽ trứng cáp hơn mọi người. Cái này nói chung là cái mẫu này ngoài thị trường cũng rất là ít luôn. Cái cây thì có thể có nhưng mà cái chậu này em thấy hơi ít chỗ bán á. Đây, ngân long, chậu cá ngân long với lại kim ngân, có nhà thần tài nữa đó. Thì thí dụ mà mọi người không có thích những cái phụ kiện này nè thì có thể đổi ra ha, đổi ra lấy ra là đổi những cái gì mọi người thích thì gắn ở đây, hoặc là để cây với chậu không cũng được đó, tại vì mỗi người mỗi ý mà. Đây, cái chậu cá này có nè, cây đẹp và chậu đẹp nhất, quá trời đẹp nha mọi người. Thì thường thường thì năm mới thì ai cũng vậy hết, thường thường thích những cái gì mà vàng vô nó vô nhà ha. Thì đây, cái này là mẫu Tết nè mọi người. Đó, mọi người coi tham khảo nhưng mà có nhu cầu điện thoại giùm em ha, là lô hàng mới giờ nó đẹp tuyệt vời luôn. Ngoài kim ngân ba góc này thì có kim ngân bính nha mọi người. Nhìn sang ra luôn á, kim ngân thì mọi người biết rồi, nó chiêu tài và mang tốt lắm, để nhà thứ nhất là mình trang trí nè, thứ hai là phong thủy nữa mà dễ chăm nữa. Kim ngân thì mọi người cứ việc cứ nước thích thôi. Rồi thì ngoài cái kim ngân thỏi vàng đó thì đây em có cái mẫu này nữa, kim ngân cắt bính nha. Rồi kim tiền nữa nè mọi người, kim tiền gỗ nè, cũng đứt hàng lâu rồi nay nó mới có mọi người. Thì cái này đẹp xum xê nè, trứng cát nè. Đây, kim tiền túi lọc nữa, mấy cái này là mẫu mới hết luôn. Rồi kim tiền, kim ngân thì có kim tiền nữa nè mọi người. Kim tiền này nó có nhiều mẫu chậu hơn kim ngân nha. Đây có kim tiền gỗ nè, kim tiền gỗ nè, này đứt hàng lâu lắm, nay mới về nè. Thì tại vì biết sao bữa giờ không có quay clip, mà tại vì không có hàng mới về được đó mọi người, cho nên không có quay clip với điện hàng cho mọi người coi. Lại bữa giờ đó không lo sửa sang lại cái cửa hàng cho nó gọn gọn hơn chút xíu, tại vì nghỉ dịch xong rồi cái nó nhiều thứ bề bộn quá trời. Tại vì đó ít cái là clip quá, cái không có tương tác nhiều. Mọi người thương thì cho em xin một like dùng đăng ký kênh ha, để xem ra cái clip nào mới nhất thì mọi người có thể tiện theo dõi. Lại bây giờ các tỉnh nó gửi hàng thuận tiện hơn lúc trước rồi mọi người, cho nên anh chị em nào ở tỉnh thì có thể là mua hàng thì gửi tới liền luôn ha. Cũng giống như trước dịch vậy thôi, cũng khi ngày là tới à. Còn anh chị em cô chú nào mà ở Sài Gòn các quận huyện thì chút xíu tới là 2 tiếng đồng hồ là ok. Đây có phát tài nữa nè mọi người, cái mẫu nhỏ nhỏ này mọi người có thể để bàn lên kệ mà làm việc rất là dễ thương luôn, dễ chăm sóc nữa. Cái này anh chị có thể để được nhiều vị trí mà nó nhỏ nhỏ nhỏ, nó không phát triển nó nhanh nhưng mà nó dễ chăm đó. Đó thì ngoài cái đó thì có mấy cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ nữa nè, đó thì thích hợp cho mấy anh chị nào mà trẻ tuổi chút xíu ha, thì xài nó ok, chân nó đẹp tuyệt vời luôn. Mấy cái này là hàng mới hết luôn á mọi người, mới về đó. Đây vuông rồng sơn đá trầm trung nha. Đó thì clip ngày hôm nay tạm thời giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm bạn đang có ha, mới về cửa hàng. Thì mọi người xem vui và tham khảo ha, ví dụ mà mọi người thích cái chậu nào đó, muốn sở hữu chậu đó thì cứ nhắn tin lên fanpage hoặc là điện thoại trực tiếp cho em ha, hoặc là kết bạn Zalo với em cũng được, số điện thoại cứ để bên dưới clip ha. Thì mọi người thích cái cây nào mà hoặc là có thể mình đổi chậu gì đó thì sẽ gửi hình cho mọi người coi, mọi người ok gửi tới chỗ thôi. Còn anh chị nào mà có mua hàng của em rồi biết rồi, dễ lắm, muốn yêu cầu anh chị chỉ cần muốn mua thôi là em gửi tới chỗ, anh chị yên tâm làm chắc chắn là phải làm vừa lòng anh chị rồi. Bây giờ ngoài những cái chậu nhỏ nhỏ như vậy em giới thiệu với anh chị cái chậu luôn, hơi lớn lớn hơn để mình trồng ở góc nhà rồi ha, thì nó tầm 1 mét hơn. Thì đây có kim tiền, đây cái này là kim tiền, kim tiền hàng Việt Nam nha mọi người. Cái chậu là cái chậu nhập, nhưng mà cái chậu này là cái chậu hàng Trung Quốc,
còn cái chợ cái cây là cây Việt Nam, nhưng mà Việt Nam thì nó cũng xài cũng ok lắm, nó to. Còn hàng Nhật của mình nó thì nó nhỏ 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 mà nó có bự như hàng Việt Nam được, cho nên nó không có để vô cái chậu lớn mà để góc nhà được mọi người. Và đây cây này cũng đẹp lắm nè, cây này thì mới về cho nên em chưa có vô chậu, còn để cái chậu nhựa đó nè mọi người. Cái này là chậu bà tỷ phú, cái này nó thích hợp trồng trong nhà mát ha. Anh chị nào mà muốn để cao cao để góc nhà nào đó thì đẹp tuyệt vời luôn, mình chọn cái chậu cho thích hợp mình trồng vô rất là dễ chăm luôn á mọi người. Mọi người thông cảm nha, cái này ra gần lỗ xe cho nên hơi ồn tí, em chọn cái giờ mét xe chạy nhất luôn rồi đó, nhưng mà nó vẫn ồn. Đây đây là kim ngân phối chỉ cảnh nha, cái chậu này cũng là cái chậu mới nữa nè. Thường thường phối mấy cái chậu kia thì nó cái mẫu nó hơi cái màu nó hơi nhu tí xíu, nay chơi cái màu này cho nó nổi nha. Đâu cây là đẹp tuyệt vời luôn mọi người, cây mới tinh luôn, cây cái lá xinh xinh quá trời. Rồi đây có cây vàng lọc Nhật nè, vàng lọc Nhật thì mọi người cũng biết là nó khác hàng vàng lọc Việt của mình là cái lá nó thon, nó dài hơn, nó nhỏ hơn và đặc biệt là cái màu nó sắc hơn mọi người ha. Với lại cái thế cây á, nó lùng lùng mà nó ra nhiều cái thân nó đẹp lắm. Còn hàng Việt của mình thì cái lá nó lớn hơn chút xíu, cái màu để trong nhà thì nó sẽ hồng nhạt hơn cái màu này, nó không được đậm như cái màu này. Và đặc biệt là để trong nhà lâu ngày nó sẽ bị mất màu mọi người, nó không có nắng. Đó thì cái chậu này anh chị này có thể bàn để bàn sofa là tuyệt vời luôn á. Đây, cái chậu này là nó chỉ có vậy thôi nha. Đó. Đến xứ Giang Tây nha, cái chậu này là xứ Giang Tây. Còn đây là cái nhà Đài Loan ha. Ở đây cái này thường thường thì em ghép cho kim ngân đó mọi người. Em để cho cái chậu này nha. Ở đây có hình của chúa nữa thì mình thí dụ mà mọi người không thích cái hình này nè, đó thì có thể để những cái hình bất kỳ. Tại vì nhiều người á, nhiều cô chú anh chị á, nhiều cô chú anh chị thì thích cái không có thích hình chú tiểu rồi này kia thì có thể để vô cái này. Để cô chú anh chị nhiều khi đạo chúa, đạo thiên chúa đó thì mình có thể để cái này vô nè. Còn không thì mình có thể để bất cứ cái nào cũng được hết, dễ lắm. Còn thí dụ mà anh chị mà không thích những cái cây xung quanh này nè, có thể đổi theo ý anh chị bất kỳ. Đây còn một cây thiên tùng nhỏ nè mọi người, thiên tùng nhỏ thì cái gốm sứ mắc kèn nha, cái chậu gốm mắc kèn có với hồng lộc này nè. Thí dụ mấy cây này anh chị không thích thì em đổi qua bình thường ha, nhưng mà để cái thế này là quá đẹp rồi. Kim ngân một góc nè, đây kim ngân này là tại vì cái lá nó không nó dài quá, cái về cái nó bị dập á mọi người, em cắt bớt em đang cho nó ra lá non nè ha. Đây tại vì đó cái lá nó bự quá, cái nó bị dập, cái đầu lá này nè, nó xấu quá cho nên bắt buộc mình phải cắt nó đi. Rồi đây là chậu thiên tùng thì chắc là mọi người thấy nó lên hình nhiều đúng không, tại vì từ lúc dịch tới giờ nè, dịch cái em cắt lá hết luôn cho nó ra lá mới lại mọi người, tại vì nghỉ dịch mấy tháng rồi đó. Rồi thì hôm nay á em có về phát tài sắn nè, nhưng mà cũng chưa có về nhiều lắm ha, thì em đi sờ cái máy nghe cho mọi người coi tham khảo thôi, là em đã có hàng rồi. Thì cô chú anh chị nào mà năm ngoái đó có mua cái bình này nè, mà năm nay có nhu cầu muốn giữ cái bình lại mà thay cái cây mới, thì anh chị cứ liên hệ với em ấy, có thể là đem cái bình lên đây em cắm theo ý của anh chị, rồi mình tính tiền cái cây thôi, không có tính tiền công nè, không có tính tiền phụ kiện gì hết, có nghĩa là trang trí hết cho mọi người luôn. Mấy cái nơ thì có mấy cái liễn ngắn lên đó nha, như thí dụ như giống như mọi người mua của em năm rồi vậy đó, có cái liễn ngắn vô luôn, không có tính tiền công, không tính tiền phụ kiện gì hết, chỉ tính tiền cái cây thôi. Rồi em cắm em giữ cho mọi người ra rễ, mọi người lại lấy ha. Còn nếu mà gần Tết quá đó, mọi người đem cái chậu lên cho em á, thì em không có thời gian để cắm rồi dưỡng cho nó mọi người nó ra rễ nữa. Thì thí dụ anh chị nào mà muốn cắm cây xong thì cứ đem lại cho em ha. Rồi thì cái clip ngày hôm nay chỉ sơ lược như vậy thôi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Thí dụ mọi người mà thương em thì cho em xin một like cho anh dưới kênh ha, để em ra clip nào mới nhất thì mọi người có thể coi sớm nhất. Em cảm ơn rất nhiều ạ.